cũng cầu cho nhà họ Nguyễn Lê Thành Đạt, sinh năm 1999, Nguyễn Lê Thành Danh 2002, Lê Thị Hồng Nga Lê 1978, Nguyễn Lê Hồng Ngọc 2018. Lại bà cầu nguyện Nam Mô A Di Đà Phật. Lại bà ba lại. Chắp tay con nguyện linh bà đỏ cho gia đạo, vậy mà được bình an. Nghe lời cầu nguyện trong dạ hân hoan, xin trên các mẹ đổ an nơi này. Người ta đầy đủ mẹ cha, thương con thành đà mất cha lo nhiều. Bởi giờ này hương linh của cha có phượng phất đi theo về ám vàng của Úc Lộc. Nghe lời cầu nguyện để thành tâm, Bê Đạt ơi nay cúng ông ở bà hôm nay Úc cầu cho Đạt về được bình an. Chúc cầu cho đã được bình an, tai qua nạn cõi giải giang ông bà. Nam mô A Di Đà Phật. Hữu duyên một chuyến mới tình vô nặng quá anh ơi, cầu xin bà độ ở đây nơi này. Cầu ơn trên ông thầy với bà tổ, cũng đổ con thờ họ nguyện nơi đây. Trong ma chuyện phải gọi là đắp xây, cho người mẹ được ấm em nương nhờ. Gian nan nghịch cảnh đi qua rồi, hôm nay mà thành đạt về nơi này để cầu xin. Đạt ơi ráng mà tưởng tin, mình còn may mắn còn hiển vinh, còn mẹ mình còn người ta có đầy đủ thân phụ, còn nghĩa ông thầy đã già mà chưa xong. Con còn phải chịu cái cảnh long đong, phải nghe lời mẹ chuyện công nó mời thành. Đây mày câu cậu thời là trao gửi, lần đầu gặp mặt chúc trẻ là căng
duyên, cuộc đời sẽ được giữ bình đã yên. Chỉ cần hiểu đạo thiên liên con làm chầu, gió qua khi nở khi tàn, úc cầu cho gia đình, cầu cho thành đạt với thành danh, quanh năm thuận lợi gia đình bình an được ấm. Bao lời gửi cho gắn công con dưỡng dình, để nơi sau này nương nhờ hồng ân của phương ta duyên. Lời cầu nguyện nay đã thành hiện thực, cái lòng ba tài sinh thầy tổ với mẹ trên, lòng ba lành xin mẹ chứng tuổi tên, để con bà của mẹ ngày nay nguyện cầu. Mở mắt ra lát ngủ quên, nghe nè, cớ duyên nay đến nơi này, mấy lời úc lọc chúc thời bình an, gửi cho nam đạt được vững vàng, vững tâm mà vững trí bình an trên đời. Nghe kịp không? Nói về cuộc đời ai rồi cũng sẽ chết, có ai sống hoài sống mãi đâu đạt ơi. Bây giờ đang mà làm ăn biết dân dân lời, mẹ khó khăn cũng nhẹ nhàng, bởi nhiều khi thương cha mà rớt nước mắt, đêm nằm suy nghĩ buồn nhớ về hồi xưa, buồn lòng suy nghĩ mà đẩy đưa, nay về cúng mẹ, mẹ cho an lành. Ráng vững dạ, vững tâm, vững trí nghe, trên con được đời không có như ý như mình nghĩ đâu. Mình giàu người ghét trồng sâu, đến lúc mình khổ thì đâu có ai ngó nhìn. Hôm nay độ con của mẹ gia đình được an. Cái lọc này ha, Út gửi về cho gia đình. Năm nay riêng đạt làm ăn thuận lợi, tất cả mọi chuyện đi lên hết nha. Điều gì khổ mẹ cho qua hết, từ bây giờ tới Tết giàu sang, mẹ cho có lộc vững vàng làm ăn, rồi thuận lợi nhớ ơn mẹ mình. Nghe không? Rồi lại